Dạ con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ hành là Tuệ Hiền ạ. Dạ con thưa sư, các tín đồ tại gia khi có người thân qua đời thường nhờ các thầy chùa tụng kinh cầu siêu. Vậy người chết có được siêu thoát không ạ? Việc đó Đức Phật có dạy không và nên làm như thế nào để đúng lời Đức Phật dạy ạ? Khi mà có người chết là sẽ mời các thầy đến tụng kinh ngay từ lúc bắt đầu chết rồi, là phải tụng kinh xong mới cho vào quan tài, xong là đến 2-3 ngày lại đến tụng kinh, tuần 1 tụng kinh, đến tuần 7 tụng kinh, trăm ngày tụng kinh, ngày giỗ tụng kinh, liên tục tụng kinh như vậy. Và với cái tụng kinh gọi là tụng kinh cầu siêu cho người chết, và cái này nó đã trở thành một cái tín ngưỡng ở dân gian, mặc dù là cái pháp đấy thì thời Đức Phật thì cũng không có chú trọng về cái pháp này quá nhiều. Nhưng mà cái tụng kinh nó có cầu siêu được, nó có siêu độ được hay không thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái pháp, cái đàn tràng đấy có mang lại cái công đức phước lành gì không. Tụng kinh thì sẽ có phước, một cái vị tụng kinh đó nếu như là một cái người có giới đức và tụng lên những cái bài kinh có cái sự tỉnh thức, có cái sự giáo dục, thì giáo dục người sống thì nhiều hơn, giáo dục người chết thì ít. Chủ yếu là để cho những cái người sống người ta giác ngộ ra cái sự vô thường, khổ vô ngã, để cho người ta bớt đi sầu bi ưu não, tử biệt sinh ly, người ta bớt đi những cái sầu muội đau khổ, người ta có được cái sự an ủi. Thì cũng nhờ vậy mà người ta có cái đức tin với Phật pháp, nhờ những cái đấy người ta thấy hình ảnh chư tăng, người ta khỏi cái tâm cung kính, người ta nghe được câu pháp, người ta khởi lên tâm cung kính, người ta đến chùa lễ Phật cúng dường, người ta tạo được cái công đức phước này. Thì đấy cũng là một cái cách gọi là độ sinh, nhưng mà có một số người thì lại lạm dụng quá mà đấy nó sinh ra mê tín, như như là đấy sinh ra những cái cúng bái quá rườm rà, rồi là đàn tràng, hay là lấy tiền vàng mã nó kia, hoặc là người ta tin rằng tụng kinh sẽ siêu thoát được. Thì cái sự siêu thoát được ấy, có hay không mình không biết được, nó có rất là ít, cái khả năng đấy nó xảy ra thì rất là ít. Như thời Đức Phật chỉ dạy rằng là những cái người người ta chết, người ta sinh mà kiếp ngã quỷ, người ta chưa được siêu thoát, thì cái người thân nhân đó tạo ra những cái công đức phước lành rồi hồi hướng cho những người cái ngã quỷ đấy để họ được siêu thoát. Để tạo ra công đức phước lành bằng cái cách đó là tạo ra cái phước, nó sinh ra từ cái tâm cung kính, tức là mình phải kính lễ Đức Phật, kính lễ pháp, kính lễ tăng. Cái phước nó sinh ra từ cái sự cúng dường Phật pháp tăng. Cái phước nó sinh ra từ tụng kinh, tức là tụng kinh mình khởi lên cái hoan hỷ với cái giáo pháp của Phật, là cái từ kính pháp, và nó sinh ra từ cái trí tuệ, là do mình hiểu được cái giáo pháp đấy. Nó cái phước lành đấy nó sinh ra từ những cái tâm, cái thiện tâm hợp trí tuệ của những cái người thân đó, rồi sau đó người thân nó hồi hướng cho cái người mất đó. Thì nếu như cái người mất đó sinh làm ngã quỷ, người ta hoan hỷ với cái điều đó, và người ta sinh làm chư thiên, người ta hoan hỷ người đó, thì người ta cũng được hưởng một cái phần công đức đó. Còn để nói là có siêu thoát được từ cái cõi ngã quỷ lên cõi chư thiên hay không thì cái đấy khó lắm. Cái đấy nó còn tùy thuộc cái nhân duyên, là cái ngã quỷ đấy thật sự người ta đã đến cái hết cái nghiệp chưa, người ta phải hết cái nghiệp mà đọa vào cái đọa xứ đấy rồi này, người ta phải cái rồi đến lúc người ta mới nghe cái kinh đấy, hoặc là người ta tùy hỷ cái công đức của người sống đấy, thì cũng có những người sẽ được siêu thoát. Có thể là rất ít, nhưng mà cũng đôi khi cũng có, nếu như cái sự thành kính, cái lễ bái đó nó tạo ra được nhiều công đức phước này. Ví dụ như là vị đó thỉnh được những cái vị sư để làm công đức cho mình, đó là những vị thánh tăng, những bậc A-la-hán, rồi cái người thí chủ đó chỉ cúng dường đến cái bậc thánh nhân A-la-hán đấy, nó tạo ra công đức rất lớn cho cả người sống và người chết. Thì nhờ cái công đức đó mà có thể các cái vị ở cái cõi vô hình đấy cũng được sinh thiên, mà cái người sống nhờ cái công đức đó cũng có thể được sinh thiên. Thì nó còn tùy theo nhé. Có, tức là nó cũng có công đức nếu như vị đó trong cái đàn lễ bái đó tạo ra công đức, còn nó sẽ không có công đức nếu như vị đó quá mê tín và tạo ra những điều tội lỗi trong cái lễ bái đó, thì không thể khẳng định là có hay không, còn tùy theo cái việc làm đó là tội hay phước mà thôi.